Rồi, hello em chào bà con, chào đại gia đình. Rồi, chị Hằng chính thức xuất hiện nha. Đó, Đại Nam chính thức lên tiếng là chị Hằng sẽ xuất hiện tại Đại Nam. Rồi, ok, như vậy là hợp thức hóa cái lá đơn của Lan rồi ha. Đó, Lan là đủ cái tiêu chuẩn rồi đó. Đó ha, hợp pháp rồi, hợp lệ, hợp lý rồi ha. Rồi, đơn của Lan đã đến được tay chủ tịch nước Tô Lâm rồi ha. Đó, Lan quá tự tin ha. Đó, Lan nghĩ Lan là trung tâm của vũ trụ mà ha, cứ gà loại 3 mà cứ nghĩ mình là sô cô la loại 1 ha. Thôi mày đừng có tung quả mù nữa nha. Đó, mày không có cái lá đơn nào hết trơn á. Mày dẹp đi ha, không có cái lá đơn nào gửi cho ai hết á. Đó, giám đốc Thẩm mày cũng gửi tới một kia bao nhiêu lá rồi, bây giờ có ai nói gì đâu ha. Đó, rồi bây giờ đó mày nói là bà Hằng không dám xuất hiện đâu ha, mới có 7 tiếng trước đồng hồ á là nói là bà Hằng á là được phục chức giám đốc khu du lịch Đại Nam, mà tuy nhiên là tung hỏa mù thôi, không có dám xuất hiện đâu. Rồi bây giờ họ ra cái công văn, họ ra công văn là chị Hằng chính thức xuất hiện vào các ngày chủ nhật đó. Bắt đầu mày nói là đó ha, bây giờ bắt đầu là nói là ủa giờ kêu gọi từ thiện là phải sao kê sao cái mã bà mày vậy, sao kê hả? Tao biết ngay mà, cỡ nào là tụi mày cũng vậy hết á. Mục đích của tụi nó là nó tìm cho ra cái tung tích của chị Hằng để nó xuyên tạc. Quý vị thấy không? Bây giờ là chị Hằng xuất hiện rồi, chính thức có thông tin là chị sẽ có mặt tại Đại Nam vào các ngày chủ nhật để giao lưu với mọi người ha. Đó, cái này là trang chính thức của Đại Nam lên tiếng. Thì bắt đầu là nó sẽ nói là ủa kêu gọi là sao kê ha. Đó đó. Đó cái mã bà mày sao kê hả? Trời đất ơi, mày không lo được gì, mày không giúp được gì, mày có đóng cái cắt bạc nào không ha? Đó, ông Dũng ổng đã đóng góp 5 tỷ đồng rồi ha. Cái này là người ta làm một cái việc hết sức ý nghĩa như thế mà cũng lên mày xuyên tạc. Đó, cái này là cái mục đích của tôi nói á. Ý như rằng nó thấy bà Hằng xuất hiện là nó công kích liền, đó, nó xuyên tạc liền. Cái này họ kêu gọi toàn thể nhân viên công ty Đại Nam đóng góp. Đó, rồi bắt đầu là du khách đóng góp ha. Cá nhân ông Dũng là ông đóng góp 5 tỷ rồi ha. Mày nghĩ người ta muốn ăn cái đồng tiền kêu gọi này hả? Hả Lan, người ta đâu có như mày đâu Lan. Hả? À, người ta đâu có như mày đâu Lan. À, nghĩ đi. À, hôm ngày 2 tháng 9 không là 30.000 lượt khách vô nha. Ngày 2 tháng 9 là không có chị Hằng gì hết á. Khách chơi bình thường thôi đó, khách đến Đại Nam là 30.000. Rồi mày nghĩ đi, những ngày sắp tới nếu mà có chị Hằng giao lưu ở Đại Nam á, nó lên con số hàng trăm ngàn đến hơn hàng trăm ngàn người sẽ có mặt ở đó. Đúng chưa? Họ miễn phí tất cả vé vào cổng, tất cả các loại trò chơi, tham quan vườn thú, đó, tắm biển, tắm đồ, tất cả các dịch vụ free hết. Hàng trăm ngàn lượt người sẽ kéo đến cái ngày đó. Mày nghĩ đi, nếu mà họ chỉ cần họ bán vé thôi nha, họ chỉ cần họ bán vé vui chơi thôi, họ thu bao nhiêu tiền rồi, đúng chưa hả? Đó, mày nghĩ họ ăn chặn cái tiền đó à, đúng không? Đó, bây giờ cái tiền này họ đã free vé ra rồi, hoặc là họ bỏ ra biết bao nhiêu rồi. Rồi cái tiền này du khách đó, họ kêu gọi bằng cái sức ảnh hưởng của mình, cái niềm tin của họ đó, cái uy tín của họ đó, du khách họ bỏ vô họ ủng hộ. Rồi bắt đầu là nhân viên của Đại Nam họ bỏ vô họ ủng hộ. Đó, mình thấy đi, Việt Nam mình bây giờ, miền Bắc bây giờ đang bị quá trời cái thiên tai lũ lụt bão lũ vừa rồi ha. Bây giờ cần rất là nhiều cái số tiền để mà ổn định cuộc sống của bà con, cũng như là tái thiết lại công trình đó, đường bộ rồi cầu đường rồi nhà cửa, rất là nhiều tiền, đúng không? Mày không đóng góp được, mày không làm được cái gì thì mày lên mày phá. Đó, mày phá. Bây giờ mày lên mày công kích. Y chang tôi nói quý vị thấy không? Bây giờ mà chỉ cần nó biết bà Hằng ở đâu thôi, nó kích. Mấy bữa trước là nó bà Hằng ở An Phước là chưa ra. Rồi bà Hằng đang trốn ở đâu là sai này kia cái nọ, mục đích nó kích để nó biết bà ở đâu, nó xuyên tạc. Y như bữa nay nó biết bà Hằng là xuất hiện ở Đại Nam là bắt đầu nó xuyên tạc. Nó nói là sao kê ha. Em kêu dòng họ mà vô sao kê kìa. Hả? Lan. Hả? Mày kêu ông bà già mày ra sao kê kìa, ra đó ngồi đếm kìa nha. Đó, ra đó sao kê nha. Đó, không làm được gì á thì ngồi im để cho người ta làm ha. Tao điên mày lắm rồi nghe Lan, cái này là tao chửi đó. Bữa trước tao không có chửi nha, tao khịa mày thôi, cái này là chính thức tao chửi nha. Cái clip này là gửi thẳng tới cái bản mặt mày luôn nha Lan nha. Đó, mày nghĩ đi, bao nhiêu tiền của người ta ở trong đó. Xin lỗi, 4 cái ngày chủ nhật này nếu mà họ chỉ cần họ bán vé thôi là họ thu gì biết bao nhiêu tỷ rồi nha. Cái ngày chủ nhật sắp tới nè là Đại Nam là nô nức nè, vỡ trận nè. Đó, chỉ cần họ bán vé vô cổng với lại vé trò chơi thôi, tất cả trò chơi cỡ nào không hốt tiền
đúng chưa? Đó, họ free, họ để cái tiền đó để cho du khách mình vô bỏ vô cái thùng, đó là ý nghĩa đó. Mày thấy không, câu chuyện của chị Hằng mà ngày hôm nay á, ngày hôm nay chị Hằng mà mới xuất hiện á, là có cái lý do của chị Hằng, đúng chưa? Cái thứ nhất á, là chị Hằng không có xuất hiện bừa bãi, đúng không? Đó, cái sự xuất hiện của chị nó phải được sự đón nhận và phải có ý nghĩa. À, không phải là mà ra tù là chạy tung tăng ở đây 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 đó đó này, là nó nhiều lúc nó bị giảm cái hình ảnh của chị đi đó. À, bây giờ chị muốn xuất hiện ở một cái dịp đặc biệt, à, bằng cái sự yêu mến của mọi người dành cho chị đó, họ kêu gọi mọi người đến Đại Nam để có một cái hành động ý nghĩa đó, cái tình thương của chị đó, dành cho đồng bào miền Bắc được mọi người chung tay. Thì qua cái sự kiện này thì chúng ta sẽ chờ đợi, mà tôi nghĩ rằng sẽ có một cái số tiền rất lớn sẽ được vận động từ một cái sự kiện như thế này. Và hơn nữa là cái dịp chị ra tù đó, chị vừa ra tù là thấy đóng góp cho đất nước liền, thấy chưa? Thấy chị Hằng vừa ra một cái thôi là thấy là có đóng góp cho đất nước liền chưa? À, lên chức tổng giám đốc Đại Nam liền, và sẽ có một dòng tiền rất là lớn. Rồi từ từ bắt đầu là quỹ mũ tim, rồi quỹ hoàng lương đó, quỹ hoàng lương là mai mốt mày với con Hằng Ni á đó, nhớ tới đó xin nha, xin nha, xin quỹ hoàng lương để mình làm việc nha đó, để mình làm người, mai mốt mà mày ra tù á không có ai mà nhận đâu, không có ai nhận làm đâu nha đó. Rồi tới xin quỹ đó, quỳ lại xin quỹ đó làm đó, rồi lên Đại Nam mà đứng lột chuối ăn đó, vô cái chuồng khỉ lột chuối ăn cho người ta chụp hình, nó cũng có tiền ha đó. Rồi cái quỹ cấp cứu giờ vàng đó, rồi quỹ những nhà cửa cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, rất rất là nhiều những cái hoạt động khác đang chờ chị Hằng về để mà tiếp tục, đúng không? Đặc biệt là cái quỹ mỗi tim Hằng Hữu đó, họ vừa ra xong là họ làm việc có ý nghĩa liền, mà tụi bay á, là chỉ ngồi im đó, ngồi trong kẹt đó, canh nha, canh để xuyên tạc đó, canh để công kích, canh để vu khống đó, kiếm được ba cái đồng bạc lẻ chữ thuê chữ mướn đó, bắt đầu là đi chọt chỗ này đi chọt chỗ kia đó, mày ủng hộ được cái gì nha đó. Bây giờ mày nghĩ đi, cái mùa lũ vừa rồi mày ủng hộ được cái gì ha? Bản thân mày mà ủng hộ được 1 triệu bạc á, mày cũng quăng lên mạng rồi nha, tao biết cái tính mày mà, mày ủng hộ được 1 triệu bạc á là mày cũng bô cái mỏ mày lên rồi nha. À, mày ủng hộ được cái gì, gia đình dòng họ mày ủng hộ được cái gì? Ông Dũng ông ủng hộ 5 tỷ, mày cũng đại diện bà con là không thèm nhận, rồi cho mà chửi quá, cho nói quá, rồi bà con mày có ăn không? À, xin lỗi bà con mày á, bà con của mày, người thân của mày á, có dùng đến không? Nó không dùng nhưng mà cũng vẫn dùng thôi nha. Đó, rồi á, trong Đại Nam người ta thờ Bách Gia Trăm Họ, người ta cũng thờ cái dòng họ Đinh của mày ở trong đó đó Lan à. Mày đi vô Đại Nam chứ chắc chưa, đúng không? Ở nhà chửi không, đúng không? Ở nhà chửi rút rút trong xó trong hẻm không, đâu có biết được ở ngoài kia nó như thế nào, đúng không? Bách Gia Trăm Họ, mày vô trong Đại Nam mày thấy cái dòng họ Đinh của mày đó, Đinh Thị Lan, Đinh Lan của mày đó đó, cái tộc Đinh của mày cũng được ông Dũng ổng thờ ở trong đó đó nghe đó. Rồi thờ 18 vị vua hùng, rồi tất cả những cái bậc vĩ nhân có công dựng nước nha. Đó, cái đền thờ tâm linh ở trong đó họ bỏ tiền ra để mà họ làm đó, khu du lịch văn hóa đóng góp cho nhà nước, rồi đóng góp về thu nhập, đóng góp về thuế má các kiểu xây dựng đất nước. Mày không làm được một cái công việc gì hết mấy năm trời nay, mày không, thậm chí mày không có đi làm, mày ở nhà mày chửi không, mày bắt cơ quan chức năng phải làm việc, mày đâm đơn chỗ này, mày đâm đơn chỗ kia, mày bắt người ta phải xử lý, người ta không xử lý mày lên mày chửi, mày chọt, mày thậm chí mày còn xúc phạm tới cả những người làm trong nhà nước nữa, thẩm phán hay là trại giam này trại giam kia, mày đụng tuốt mày nghĩ là không ai dám đụng mày, ông trời vậy. Lan nghĩ Lan là ông trời à, coi cái gương đi. Lan nghĩ đi, cái bà Trương Mỹ Lan kìa, nhìn cái bà Trương Mỹ Lan kìa, bà Trương Mỹ Lan bà cỡ nào, cái miệng mày bô mày nói là bà Hằng lấy tiền che thân, bà Hằng với ông Dũng á, tiền á, à, so với bà Trương Mỹ Lan chỉ là một cái móng tay thôi nha. Đó, cỡ bà Phương Hằng với ông Quỳnh Huy Dũng á, mà so tiền với bà Trương Mỹ Lan á, là chỉ có những cái móng tay thôi, nhưng quan trọng là người ta sống như thế nào kìa. Đó, mà nghĩ lấy tiền che thân mà được à, lấy tiền che thân mà tại sao bà Trương Mỹ Lan cũng dựa cột đó. Đó, bà Trương Mỹ Lan cũng dựa cột đó, mày nghĩ tiền á, tiền quyền nè đó, bà Trương Mỹ Lan là cái dạng gì, cái dạng gì đó, nếu mà bà che thân được tại sao bà không che thân bà đi hả? Mà nhìn cỡ Trương Mỹ Lan đó mà còn dựa cột, không hồ gì mày, cái Đinh Thị Lan, trời ơi, Đinh Thị Lan
Mày có cái gì mà mày nghĩ là mày làm gì mày vỗ ngực sân tên mày nói là mày sẽ không bị gì, cứ để cho nó nói đi bà con nha. Đó, tôi khuyên quý vị nghe, đừng có nôn nóng, đừng có bức xúc gì, nói là thôi con này nó tại sao không ai bắt nó, người ta để cho nó nói nhiều cho nó dày lên đó quý vị. Hôm qua hôm nay hai clip nha, ngày hôm qua ngày hôm nay hai clip nó lên, nó nói ông Dũng không ra gì hết, nó quy cho người ta cái tội phản động rồi lật đổ chính quyền rồi diễn biến hòa bình rồi tùm lum tà la hết, nó quy cho người ta rất là nhiều ở trong hai clip ngày hôm qua ngày hôm nay. Hai clip đó thôi là mày đi xa rồi đó. Quý vị yên tâm cứ để cho nó nói nha, nó nói nhiều nữa đi, nó cứ nói đi bình thường. Nó nói 3 năm rồi, nó nói thêm vài ngày vài tháng nữa đâu có chết chóc gì đâu ha. Cứ để nó nói tiếp, nó nói nữa đi là nó, họ làm một cái, một là cho nó mịt mờ luôn ha, mịt mờ sương khói luôn ha. Rồi sau này mày mới thấy hậu quả này Lan đó. Ngày xưa là người ta ghét mày đó, người ta ghét Lan là cũng có một phần là do là Lan chửi bà Hằng, rồi cũng có một vài người nữa thì họ cũng thích Lan là tại vì họ ghét bà Hằng cho nên họ ở phe của Lan ha. Và họ ghét Lan là chửi người này chửi người kia. Nhưng mà bây giờ Lan đụng vào cái vấn đề mà của quốc gia rồi, cái vấn đề mà cứu trợ đồng bào miền Bắc, người ta làm quỹ hằng hữu mày cũng chống phá, bây giờ người ta kêu gọi đóng góp cho đồng bào miền Bắc mày cũng chống phá, là mày là tội đồ của dân tộc luôn rồi đó, chứ không phải mày là trong câu chuyện cá nhân giữa mày với bà Hằng nha. Chính vì vậy á mà sau này á sẽ ngồi đó mà chiêm nghiệm, và sau này á là sẽ trả giá nha, sẽ trả giá những cái hành động của mình. Xong cái drama đi rồi thấy cảnh nha Lan nha, xong cái drama này đi rồi thấy cái cảnh đi tù đi tội rồi này, về rồi bắt đầu là nhà thuê không ai cho thuê nè, bắt đầu họ nhìn cái mặt là bắt đầu họ né này nha đó, rồi bắt đầu làm ăn buôn bán giao thương với người ta này, họ thấy họ chạy nè, thấy cái bản mặt là họ chạy nè đó, rồi con cái nè, con cái nó lớn lên nè, rồi đi làm xui làm này làm kia này đó, tới lúc đó là mới cảm nhận được nha. Đó, từ từ trả giá hết á, tất cả mọi sự gọi là ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt đó, phải trả giá hết nha nha. Rồi cố gắng đi, cố gắng đi. Ừ được, bây giờ thì có vài đồng thì bỏ vào mồm, cứ nghĩ là cuộc đời mình như thế nở hoa đó, cứ nằm ở nhà để ship đồ ăn tới, có tiền là người ta ship thôi ha. Rồi tất cả những cái gì mình gây ra ngày hôm nay sau này mình sẽ nhận lại những cái hậu quả lớn gấp mấy lần nha. Rồi ok, cuối video clip thì Sơn Sào cũng xin gửi đến những sản phẩm sức khỏe làm đẹp dành cho tất cả quý vị nha. Xin mời quý vị mua hàng ủng hộ Sơn Sào. Rồi xin kính mời. Rồi cuối chương trình như thường lệ thì Sơn Sàm xin giới thiệu một số sản phẩm của gia đình Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo. Ở trong cái Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan. Thì đây là sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Các anh chị ở nước ngoài thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Đó, các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp số này gặp Sơn Sàm để đặt hàng. Thì ở trong này nó có cả trăm sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà mỗi video thì Sơn Sàm giới thiệu hai ba sản phẩm thôi để bà con mình dễ dàng tham khảo ha. Đầu tiên thì xin giới thiệu một cái sản phẩm mới nhất luôn, mới nhập về. Đây là cái viên uống hào tươi, hào nha quý vị, viên uống hào tươi nano 5 trong 1, cải thiện sinh lý một cách cực kỳ ok nha quý vị. Đó, này dành cho các cái đấng mày râu đó, các anh nào mà sinh lý yếu nha quý vị, sinh lý yếu đó. Một hộp này là 120 viên nha, dùng một liệu trình 2 đến 3 hộp thì thôi rồi đó, sáng dậy là phất cờ ha, vác súng chạy một vòng đó, ông uống bà khen đó. Mấy bà vợ mà chồng sử dụng cái này rồi thì buổi sáng thức dậy vừa quét sân mà vừa hút sáo là biết rồi rồi cực kỳ hiệu quả trong việc cải thiện sinh lý đàn ông nha quý vị. Một hộp này 120 viên em bán 2 triệu mốt nha quý vị, 2 triệu mốt. Rồi tiếp theo là sản phẩm salon bát. Đây, cái salon bát đây, salon bát của Nhật. Nói về salon bát của Nhật thì thôi rồi ha quý vị, nhức cái răng đó. Nó dán là bắt đầu mới dán vô là nó lạnh, nó mát lạnh, bắt đầu là khoảng vài phút sau là nó nóng, nó nóng cả ngày, và đặc biệt là nó dính cứng ngắc, nó không có rớt như là mấy cái salon bát bình thường của mình quý vị. Salon bát của Nhật nè, một hộp này 140 miếng, dùng dễ gì hết quý vị, dùng dễ gì hết, cực kỳ hiệu quả luôn đó. Đau nhất hay chỗ nào là mình dán vô thì thôi rồi đúng không, rất là đã luôn. 140 miếng nha, em bán 590.000, 590.000 quý vị. Rồi rồi tiếp theo là đây, cái gel trị hôi nách. Gel trị hôi nách nha đó, các anh chị nào bị những cái bệnh về nách
bị viêm cánh đó, viêm cánh cũng như là dở cái nách lên giống như là kẹp mắm cá linh trong đó. Thì đây, sử dụng một liệu trình 2-3 hộp như thế này là đánh tan mùi nha quý vị, không còn hôi nách nha. Và đặc biệt cái sản phẩm gel này nó giữ được mùi đó, nó giữ được mùi tới 48 tiếng đồng hồ luôn quý vị, 48 tiếng đồng hồ nha, không có mùi gì hết nha. Dùng một liệu trình mà gọi là 3-4 hộp như thế này thì nó đỡ 80-90% rồi. Gel trị hôi nách 350.000 một tiếp này thôi, 350.000. Rồi tiếp theo là gì? Đây, cái gel xoa bóp tĩnh mạch. Các anh chị nào bị suy giảm tĩnh mạch đó, nó tắc nghẽn tĩnh mạch rồi nó bị sưng lên những cái đường gân máu nó phồng phồng luôn quý vị, đau nhức, thì cái gel này mình thoa vào cái chỗ mà bị sưng, bị tắc nghẽn tĩnh mạch đó, mình thoa vào mình massage. Đặc biệt cái này mình thoa ngày 3 lần nha. Mình thoa đó mình phải xoa massage cả nửa tiếng đồng hồ, cực kỳ đã, nó làm nới rộng những cái mạch máu mình ra, máu nó lưu thông cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi Glucon, cái này là gel suy giảm tĩnh mạch, 750.000, 750.000 nha. Rồi tiếp theo là dầu nóng xoa bóp Yoko. Đó, các anh chị đi chơi thể thao nè, hoặc là đi rẫy đi rụng rồi ha. Đau nhất hay là bung gân hay kiểu, hay là mình muốn căng cơ các kiểu đó, mình thoa vào nó nóng đã luôn, dầu nóng xoa bóp nha. Đặc biệt các anh nào đi đá banh nè, đó, đá banh thể thao nè, hoặc là đi rẫy đi rụng các kiểu, dầu nóng cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt. Đó, 290.000 một chai, 290.000. Rồi tiếp theo em xin bán cái gọi là gì, đây là giảm cholesterol. Đó, cái viên uống này hỗ trợ mỡ máu và cholesterol. Đó, các anh chị nào mà bị mỡ máu nhiều, mỡ máu cao là mỡ trong máu nè, và cholesterol các kiểu đó nha quý vị, thì đây cái viên này, một hộp này 168 viên, 168 viên cải thiện về cholesterol cũng như là mỡ trong máu cực kỳ hiệu quả. Rồi 1.300.000 nha, 1.300.000, 168 viên. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào truy cập nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn, các anh chị trong nước thì gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm ha. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không có bán hầm tùm bậy, em không quảng cáo chai cả, em là người chịu trách nhiệm về cái chất lượng sản phẩm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ điện thoại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, cả nhà yên tâm nha, yên tâm về chất lượng. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.